Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đi tiến hành áp chất liệu cho phong cảnh của mình. Thứ nhất là tôi sẽ làm cho cái sàn gạch này nó bóng lên và nó là một cái gạch màu đen, đen huyền thế này, có những cái đường vân nữa, những cái đường kẻ đàng hoàng. Rồi sau đó tôi đi sẽ màu đi màu tường, tường thạch cao, cái trần thạch cao, cái hộp thạch cao này, rồi mấy cái bức vách, rồi sàn nhà bên ngoài. Rồi, giờ tiếp theo chúng ta đi đến đó đã nha. Về đây. Hồi nãy mình có đặt tên một số cái ở đây đúng không? Thì đây là cái sàn gạch lúc đầu. Mình đang lấy một chất liệu chai đen trắng. Chúng ta sẽ xem cái ảnh gốc lúc đầu chúng ta, sau khi cuối cùng chúng ta vừa đen hồi nãy. Đây. Đó, các loại đen này xong rồi đúng không? Không gian mình gạch chai nó đang cho những cái ô đen trắng như thế này, mà tôi muốn cái ô thì nó lớn hơn, ô lớn hơn ha, nó bây giờ có cái loại gạch lớn hơn, nhìn nó sang trọng hơn, cho nên tôi sẽ ở đây chúng ta vào trong thành phần diffuse. Hồi nãy mình lấy chai này, một là mình giảm cái này, hai là ở đây nè vô advanced control, ở đây là nó cho cái màu của gạch, đây là đường đường chỉ ha, cái đường giòn này, đường giòn, thì cái texture này tôi muốn cho nó lớn hơn thì tôi thay vì tôi nhân 4 thì tôi nhân 2 thôi. Tôi nhân 2 thôi. Thì cái ô gạch nó sẽ to hơn. Bây giờ tôi sẽ render vùng bên dưới thôi, ở vùng dưới sàn này thôi ha. Đó. Rồi, chúng ta xem lại rộng hơn xíu ha. Đấy, chúng ta thấy cái ô gạch nó bự hơn. Rồi, bây giờ tôi sẽ thứ nhất là cho cái đường giòn này nó mỏng lại. Thứ hai là cái này nó sẽ là một cái loại gạch màu đen nha. Thì bây giờ đường mỏng lại thì chúng ta sẽ chỗ này. Đó, đang có horizontal gap và vertical gap 0,5 thì tôi cho xuống còn 0,2. Đây là ổ khóa, là khi mình khóa vậy thì trên dưới đường chạy ngang, đường chạy dọc đều bằng nhau hết 0,2. Và cái màu tạm thời tôi cứ để màu đen vậy. Bây giờ một là tôi pha màu đen vào đây, hai là tôi lấy hình vô, tôi lấy một cái bitmap ha, tôi lấy một bitmap. Rồi ra ngoài thì mình có thể lấy những cái gạch mình chuẩn bị sẵn ở đây. Mình có hai loại gạch, hai loại gạch đen đen như thế này. Nếu mình lấy muốn hột hột này, cái này muốn lấy cái này thì tôi lấy cái này đi. Đó, hột hột hột, mình có thể view lên cận cảnh để mình xem đây nó như vậy. Thì, muốn hình chất lượng hơn thì chúng ta sẽ lấy trong app model. Trong app model ở đây thư viện 2D app model rất là nhiều, thì chúng ta có thể coi trong những cái bộ sưu tập này thì cái gạch là cái nào. Đây là vải ha, đây là tất cả các loại vải, thảm vân vân, thì tôi cũng không nhớ là gạch nó nằm ở ô nào. Thì mình có thể lấy những cái này cũng có được ha, review. Thì khi mình lấy một hình ở đây chúng ta xem ha, đây là những cái hình vẽ thôi. Đây, model đây, xem lên lại ha. Đó, đó là những cái loại hột hột thế này, thì cái này rồi để làm nền đất thôi. Tí nữa cái này nè chúng ta sẽ có thể đưa vào cho cái sofa hả, sofa cho nó nhung nhung như này, nhung nhung như vậy cũng được. Và bây giờ trước mắt tôi lấy còn cái loại đá kia nha. Đó. Giờ tôi map vào, tôi show đây nha. Thì trong khung cảnh thì nó tối thế này, thế giờ chúng ta muốn nhìn thấy trong khung cảnh cũng không cần render, thì tạm thời mình sẽ cho cái đèn này này. Đó, cái đèn hắt trần này này. Đó, cái đèn dọ trên trần xuống ngoài ha, mình cho nó sáng hơn tí xíu thôi để có thể mình phải bớt phải render chút. Đây ha, 5 để cho đó bạn, 2 tăng là 2, tôi tăng nó bằng 10 đi. Đó, để xem có thấy không. Dưới này thì thử F4 tắt lưới đi, đúng không, phóng lớn khung cảnh luôn. Đây thì mình cũng không có rõ lắm đâu, mình thử render lần nữa với lại cái khu vực gì đó. Bây giờ cái hình đen với đường chỉ, đường gân đen luôn thì coi như là nó triệt tiêu luôn, chúng ta không có nhìn thấy được. Là một cái, thứ hai nữa là khi mình đưa vào cái hình này nó có bị một chút xíu lỗi,
màu trắng nè, cho nên là nó sẽ lộ trắng ra trong quá trình mình làm. Thì mình kéo lui vô rồi mình apply chế độ xén cho nó, thì chúng ta sẽ hết cái đó. Ở đây mình đổi đi. Mình đổi đi, mình không dùng texture màu này nữa. Mình có thể cho nó màu nhạt nhẹ, màu nhạt hơn cho nó rõ đây. Nên tới đây đi ha, 0,2. Rồi mình xem thử lại xem. Tôi chưa cho phản chiếu ha, xíu nữa mình sẽ tăng reflection lên cho nó phản chiếu một chút. Đó. Thì mình thấy có những ô gạch này, đó và những cái đường chỉ gút này màu sáng hơn. Nó sẽ nổi lên vậy. À, nếu mà chúng ta thấy những cái ô gạch này này, đó, nó hoa văn nó lớn quá, những cái texture nó lớn quá, đúng không? Thì chúng ta có thể tăng cái size của nó lên cho nó hột nó nhuyễn lại, nó nhuyễn lại một chút. Ở chỗ này, mình vào đây, tăng size ở đây, ví dụ như bằng 5. Tức là nó sẽ nhuyễn đi gấp 5 lần so với giờ. Ha, đó, thì chúng ta sẽ thấy nó êm hơn. Nó êm hơn. Với cái gút bây giờ, cái đường gút bây giờ 0,2 nó cũng bớt là nó lớn. Tôi muốn giảm bớt đi. 0,2 ha. Với lại cái màu nó cũng sáng nữa, cho nên tôi muốn là bây giờ làm như vậy. Đóng bảng trên này. À, nó sáng thì tôi cho bớt sáng xuống một tí, bớt sáng xuống chút. Ở đây tôi cho lên còn 0,1 thôi, thật nhuyễn ha. Rồi mình xem lại trước khi đi xem cái phản chiếu, nhìn nó không có rõ lắm, mà không có rõ nó nhỏ với lại cùng màu. Thì tốt nhất là mình đã trẻ lại cái màu hồi nãy sáng hơn và cái đường gút nó mỏng hơn là được. Nhựa gút vẫn 0,1. À, gút vẫn 0,1 mà tôi để màu sáng hơn. Qua đây. Vậy đi. Này ha, giờ tôi đi luôn, bây giờ tôi cho nó phản chiếu này. Reflection. Đó. Thì tôi cho nó xuống khoảng 30 thôi. À, 30. Và cái độ bóng ở đây tôi cho khoảng 0,96 đi. À, chúng ta có thể xem cái ô vật liệu ở đây. À, nó sẽ bóng như thế này. Nếu là bằng một thì nó không có bóng. Nó phản chiếu thôi chứ không có bóng lắm. À, cái độ bóng nó không có rõ. Thì mình cho nó khoảng 0,96. 0,9 thì nó như vậy. Đó. Bóng gắt đúng không ha? Thì ta cho êm hơn, 0,96. Bóng nó nhỏ lại, hoặc là bạn muốn cho nó bóng theo cái dạng khác nữa thì chúng ta đi xuống dưới đây cái bảng này, BRDF, thì cái chế độ blink của nó này, cái chế độ bóng của nó đó, nó có 3 loại. Chúng ta quan sát ha, đó, phòng đó, thì cái bóng nó thu nhỏ hơn. Cái loại war, à, bóng nó mở rộng hơn, cũng cùng một cái thông số ha, mà chúng ta chọn cái thì bóng khác nhau hay tạo nhau. Thì khi chúng ta chọn mua mà nó lớn như vậy mà chúng ta thấy nó gắt quá, nó cháy đó, thì do chúng ta có thể điều khiển lại cái shop ở đây. Ví dụ tôi cho cái này khoảng 2, thế thì nó mềm hơn nè, hết mức của nó là 1 đây. Nhưng mà giờ tôi không thích thôi, tôi trở lại chế độ blink cho nó bóng nhỏ thế này thôi. Đó. Rồi tôi sẽ bây giờ tôi render mở rộng nha. Tôi render mở rộng cho xem nó phản chiếu các phản đối tượng khác như nào, solid đã. Rồi tôi bỏ như vậy cũng được, mà tôi cho lớn hơn tí xíu lên đây thôi. À, để xem nó phản chiếu xuống đây thế nào nhá. Render.
Thì bạn thấy khi mà vật liệu của mình có tính chất phản chiếu thì không gian mình nó sáng hơn. Là bởi vì ánh sáng rọi xuống và nó nảy, nó dội sáng lên, hắt lên cái không gian xung quanh, nó làm cho không gian xung quanh nó sáng hơn nữa. Thì đèn mình đặt ở cái màu thuần thì nó sáng như vậy, mà khi mà chúng ta tăng áp chất liệu xong, các cái đối tượng xung quanh mình nó còn phản chiếu nữa, nó dội sáng nữa thì không gian nó sáng hơn nữa, và khi đó chúng ta sẽ điều chỉnh bớt lại một vài cái thông số xe đèn nếu mà nó sáng quá. Thì bây giờ tôi đang sử dụng một cái loại đèn hắt ở phía trần trên này xuống này, cường độ lớn hơn để tôi cho nó sáng, nó nhìn rõ vậy đó. Thì để tôi trả lại cái giá trị gốc, là trong quá trình mình mắt chất liệu mình cứ để lớn đi, chúng ta xem thật, thường tí nữa mình sẽ gọi ra giảm lại ánh sáng ha. Thì đây là chúng ta thấy là phản chiếu xuống đây với mức độ của mình là hồi nãy mức độ chất liệu của mình ở đây tôi cho độ phản chiếu của nó là khoảng 20 30 đúng không? Tôi nhớ là tôi cho 30. Đó, 30. Nếu tôi muốn bóng hơn nữa tôi tăng 50. Đó, thì cái sàn này bóng lắm. À, thì bóng như thế này vừa rồi, nhưng mà nếu muốn bóng nữa tôi cho phản chiếu ít thôi. À, tôi dùng render ít thôi. Chỗ này thôi ha, mình xem xét như thế nào cho nó nhanh thôi. Từ 20 mình tăng lên 50. Đúng không? Nó phản chiếu mạnh hơn. Phản chiếu mạnh hơn. Đó thì tùy theo ha, chúng ta gia giảm đó. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi cái sofa này đi. À, sofa này một cái màu đỏ. Một màu đỏ theo như trong hình này. Đây. Màu đỏ ha. Chúng ta xem cái hình nó sáng hơn này, đó, màu đỏ. Thì bây giờ tôi sẽ lấy màu đỏ nhưng mà chất liệu hoa văn của nó. À, bây giờ tôi sẽ lấy vào đây. Thứ nhất là tôi sẽ đi tới cái sofa mà hồi nãy mình đã đặt tên. Mất thời gian ha. Lồng đèn. Thôi mình đặt tên lại cũng được, không sao hết ha. Thì cái này ta đang để bàn đá, để dành cho bàn đá. Bây giờ tôi chọn ô mới ha. Rồi, sofa. Dạ, đổi vào V-Ray Material. Tôi cố tình lấy lại nhé, chứ không tôi kéo được cái ô khoác ra là cũng xong rồi. Bây giờ thành phần Diffuse. Đó, tôi lấy Bitmap. Rồi tôi đi vào trong Art Model của tôi ha. Art Model tôi có để đây, trong cái map, trong bộ này luôn. Đây. Thì vụ Auto số 28 218 33 đây ha. Xem nào, đây là gạch gỗ, giấy, dán tường, vân vân. Đây cái 31 32. Đây có rất nhiều hoa văn rất đẹp đúng không? Có nhiều loại vải rất là đẹp luôn. Thì ví dụ như mình nếu mình không có một cái loại vải màu đỏ. Đây ha, fabric màu này là màu cam quá đúng không? Thì tôi cứ open đi, tìm học cách pha. Bây giờ tôi chọn cái bộ sofa này, hiện giờ đang rút từ trên xuống dưới cái dưới này thôi. Thì mà cái đối tượng của mình ấy thì phía trên thì nó là vải, nhưng mà bên dưới này nè, nó có thể là sơn đen hoặc là inox nha, inox đen hoặc inox sáng. Cho nên bây giờ tôi sẽ không không muốn group, tôi chỉ muốn open thôi, open thôi ha. Sau đó thì tôi sẽ chọn những cái phần sofa ở bên trên, cái phần ở trên cái map này trước, show map đúng không, nó có cái màu này trước. Bên này cũng vậy, tôi cũng open. Rồi, tôi chọn cái miếng ở bên trên cái mát này chưa? Ha, chúng ta có cái màu như thế này. À, những cái miếng này khi mà chúng ta xem có hoa văn cận cảnh ha.
ta như vậy, thì nó không có chính xác cái hoa văn đó. Nếu muốn chính xác chúng ta sẽ áp thêm vào đây một UVW map cho mấy đứa này. Và tôi bảo nó là box fit, nó fit vào đây thì hoa văn nó sẽ ra. Tôi sẽ bấm về vùng nhìn perspective. Đó, rồi tôi zoom gọn vào tí cho bạn coi ha, zoom gọn chính đối tượng tôi đang chọn. Thì đây là cái bộ sofa, hoa văn nó sẽ rõ ra chỗ này. Đó, thì tôi muốn loại sofa màu cam vậy. Còn nếu muốn màu đỏ thì chúng ta có thể pha màu. Ví dụ mình muốn nó nhuộm đỏ một chút xíu cũng được. Thì giờ nếu mà nhuộm đỏ thì tôi muốn làm như thế này, thành phần diffuse ha, tôi cho màu đỏ đỏ. Đó, thế này. Nhưng mà tôi muốn pha với cái hoa văn kia thì lúc này mình pha thì hoa văn nó hơi mờ xíu, tí nữa mình đưa cái hình này xuống thành phần bâm thì nó sẽ rõ thôi. Tôi sẽ vô cái bảng map, tôi giảm diffuse đi chút đó, hay giảm cái mức độ trộn cái ảnh này với lại cái màu gốc, tôi giảm còn 70%. Đấy, thì cái màu đỏ của diffuse nó sẽ pha vào đây, thế ta giảm 50%. Đấy, thì cái màu đỏ nó sẽ đậm hơn nha. Rồi tôi lấy cái hình này, nếu mà mình có cái ảnh hoa đen trắng giống của nó đưa vào thì tốt, còn trong trường hợp không có cũng không sao, chúng ta lấy xuống thành phần bâm. Chưa được ha, tôi lấy tạm đây rồi tôi kéo tiếp. Mình để instant nha, tôi xuống thành phần bâm cơ, kéo đây tôi swap xuống nha. Đó, thành phần bâm thì tôi cho nổi này cho nó gân đây. Bây giờ mặc định là 30 ha, chúng ta render thử cho chỗ này. Mình sẽ, tại vì đang render vùng nhìn đúng không, vùng chúng ta sẽ bỏ vào đây. Mình bỏ cái render vùng này đi, mình án chừng cái render bây giờ nó khoảng cỡ này. Đó, thì mình render khúc này mình xem. Đó, sofa mình giờ nó được một cái màu đỏ sậm hơn so với màu cam lúc đầu, và mình có bỏ thành phần bơm cái hình đó vào thành phần bơm 30% thì nó có những cái sần sùi nồi 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 lõm lõm lên, nhìn nó thật hơn như thế này trên cái ghế của mình. Và cứ như vậy chúng ta map cho những cái miếng sofa khác. Bên đây tôi cũng open ra. Rồi tôi bỏ chọn trước đã, rồi tôi mới chọn vào cái phần nệm bên trên, tôi cho màu vô. Bên này cũng thế, khi mình open xong mình muốn đóng lại thì mình close lại thôi, mà tôi chưa đóng ngay, tôi để dành để xíu nữa tôi map chất liệu cái loại chân bên dưới nữa. Đó, thì mình sẽ chọn cái khu vực ở trên chúng ta map vô, nhấn cần chôn chúng ta chọn thêm, cho nó chung một cái màu, là cả cái nệm ghế này nữa. Đây, trả về một nhìn camera. Không gian mình nó vậy. Thôi là nó lại bị tối đúng không? Sao hết? Chúng ta sẽ xem. Tắt cái này đi và chúng ta render tổng thể nhé, một tấm.
Camera, đúng rồi. đó. Đấy. Thì mình có thể save cái tấm này này ạ. Nếu chúng ta muốn save lại ha, tôi muốn chỉ chúng ta cái biết cách save cái hình của mình lại tạm thời. Thì chúng ta sẽ lôi ra ngoài, chúng ta cất ra một cái, ví dụ như một folder nữa. Rồi, chúng ta sẽ đặt cho nó một cái tên. Chọn cái đuôi gì? À, chọn cái dạng thức gì thì tôi muốn xuất ra hình JPEG. Đó, và tôi save nó lại như vậy. À, chúng ta có cái tấm hình được save vào đó. Thì chúng ta quan sát là chúng ta hiện giờ là có cái sàn đá này. Mình thấy rõ ràng là render nó chậm hơn rất nhiều. Đó là như tại sao là khi tôi đặt đèn á, là tôi chưa có map chất liệu nào như vậy, cho nó lẹ. Thế khi map chất liệu nữa thì ánh sáng nó sẽ phải tổng hợp cùng với cái sự phản chiếu nữa, nó cho không gian, nó cho một cái không gian khác, cho nên là render rất là lâu. À, rất là lâu. À, còn một số cái mà chưa map chất liệu, ví dụ như thế này ha, à, chúng ta còn à, thì chúng ta sẽ chọn sau. Bây giờ à, cái tờ báo này này mình có tấm hình map vô rồi, tôi dùng à, một cái loại gạch men, à, gạch men trắng hoặc là đá trắng ha, map cho cái bàn này cùng với này cái à, chậu bông này cho nó cùng một chất liệu luôn. Thì à, tiếp theo ở đây bàn đá ha, đây tôi sẽ à, lấy vào đây. Tôi đã chuẩn bị sẵn ở trong này map. Đấy, một cái loại gạch trắng, à, gạch trắng, đá trắng này. Thành phần diffuse ha. Giờ tôi cho nó phản chiếu, à, nó bóng luôn, thì khoảng 30-40. Tôi cho 40 luôn. Và anh bạn này là 0.96, giống như chúng ta đã nói, làm được cái sàn sàn nhà hồi nãy ha. Bây giờ mình sẽ chọn đây cũng vậy, chúng ta cũng phải open. Rồi, chọn cái bàn không thôi, map vô. Cái này cũng vậy ha, mình cũng open ra. Rồi, bỏ chọn trước, rồi chọn cái bình dưới này không thôi, map đá là vô. Rồi, khoảng render cuối cùng ta lên một lần thôi. Rồi, chúng ta có một cái nữa để làm cho cây ha. Rồi, mấy cái màu xanh, mình lấy V-Ray material bình thường thôi. Mình lấy một màu xanh lá là được rồi. Rồi tôi chọn cái đám lá này, tôi map vô. Cây thì nó không có phản chiếu gì hết. Mình chuyển vùng perfetti nè. Được chưa? Giờ mình zoom cận cảnh nè. Đó là mình dễ lấy ha. Nhấn Ctrl. Anh này cũng chưa open này. À, mình cũng phải open. Nếu bạn đã open rồi thì tốt, chưa open mình phải chọn open đây rồi mới chọn được. Đó, thì cái cây tôi cho màu xanh. Xanh lá ha. Bây giờ tôi muốn thủy tinh màu cho ba cái bình này. Thì tôi lấy một cái V-Ray material nữa. À, đặt tên là thủy tinh màu. À, thì thành phần này mình để màu đen. Rồi. Thành phần reflection. À, thì tôi cho về màu sáng cho nó trong suốt. Mình sẽ chọn đây, mình map đi cái đây. Ừ, nếu muốn cho ánh sáng xuyên thấu thì cứ kích vào đây. Rồi, mình muốn màu thì mình click vào đây ha.
Four color, mình muốn màu gì? Ví dụ như tôi cho muốn màu của nó hơi màu khói ha. Hay là màu xanh đi. Màu xanh rồi thôi kệ màu khói, màu màu hơi vậy nha. Để thấy rõ hơn, màu sáng sủa hơn một chút xíu đi. Màu xanh ve chai đi ha. Xanh ve chai lại cùng cái này không hay lắm, thôi tôi cho mình điệu đàng tí. À, lãng mạn một chút xíu, màu hồng hồng. Nha, màu hồng hồng. Hồng tím tím. Rồi. Thì multi layer ha, fog multi layer tôi giảm xuống. À, thì chúng ta xem đây. Là nó dày ha. Fog multi layer tôi giảm xuống là 5. Rồi. Xíu nữa mình sẽ render sau ha, chúng ta sẽ thấy rõ cái màu. Thì rồi. Bây giờ mình render cũng được mà mất thời gian ha, mình đi tiếp những cái khoản khác trước khi đó. Trả về vùng nhìn camera. Vùng nhìn camera rất là quan trọng ha, cho chúng ta làm cho nó nhanh. Bây giờ cái bức tranh này thì rất là đơn giản thôi, chúng ta lấy get material. Rồi, thì người ta có chuẩn bị sẵn bức tranh chứ cho mình ở đây. Đây, bức tranh này. À, lấy vô. Map show. Chỉ chạy thôi ha, không không có gì nhiều hết. Ở bên sau này tôi là cái bức vách đúng không? Đây. Thì chúng ta có trên hoa văn này hình này ha, thì chúng ta có hai miếng này, bức vách này, vách này thì nó cùng màu với trần rồi, nhưng mà chúng ta có thêm miếng phía dưới này nữa này, thì tí nữa mình sẽ tách lớp ra, mình map riêng cho nó, hoặc là chúng ta đặt ID cho nó cũng được. À, nếu muốn thì mình đặt ID phần dưới này này, ID khác thì chúng ta map, nhưng mà tôi không muốn cầu kỳ ha, áp cho nó lẹ, thì ở đây tôi sẽ chọn như thế này. Polygon ha, chúng ta chọn vào. Đó, hai cái phần. Sau đó thì tôi detach ra. Tôi detach cái này mà sao chép nó ra nha. Copy ra ha. Thì cái này là vách hoa văn. À, vách hoa văn. Vách hoa văn này tôi mới muốn nó màu gì thì mình chọn một cái màu đó đã nhé. Ví dụ như ở đây nó có một cái màu. Tại phía sau là cái màu này nha, cái màu này, còn phía trước á thì tí nữa tôi map cái tấm hình hoa văn đen trắng vào, nhưng mà cái màu diffuse tôi muốn nó màu sậm này này nha, thì tôi lấy một cái màu sậm. Màu sậm, thậm chí sậm hơn nữa ha. Rồi tôi map ở đó trước này, rồi đồng thời tôi xuống opacity, opacity rồi tôi lấy bitmap, tôi lấy cái hoa văn đen trắng này này, tôi lấy vô. Thì chúng ta ở đây tôi tắt background ha, thì chúng ta sẽ có như thế này đây mấy bạn. À, khi mà không có opacity thì hoa văn mình nó như vậy đúng không, nó có màu, mình mới lấy thì phim một màu thôi, nhưng mà khi vào đưa cái hình opacity vào thì màu đen nó sẽ được lọc đi, màu trắng nó giữ lại. À, thì chúng ta sẽ được bức vách như thế này, nhưng mà hoa văn thì giờ chúng ta xem cận cảnh hơn. À, nó như vậy thì tùy theo chúng ta có thể, nếu thích thì mình lấy cái loại đấy, còn không thì ở trong cái app model chúng ta có rất nhiều những cái hoa văn khác nhau, hồi nãy chúng ta mới thấy đây đúng không, rất là nhiều đấy, mình lấy những cái này đen trắng đưa vào làm vách nó cũng không sao cả đúng không, nhưng mà nó phải rõ cơ. À, nó phải rõ đen trắng rõ ràng thì mình lọc mới được hả, như vậy thì nó lọc nó còn hơi bị, cái này thì ok. Ừ, thì nó có bị nem nhem ở chỗ này này đó. Thế thôi mình này đúng 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 cái tờ hình của mình ha, ở đây đó, đen rõ đen trắng rõ trắng ha, nó không có bị mờ mờ. Chúng ta muốn cho nó rõ hơn đây đó, nó nổi gờ lên thì cái opacity này chúng ta đưa lên bấm à, chúng ta instant bấm rồi. Tôi cố tình tôi cho lên nhiều ha, 100. Để chúng ta thử render coi cái chỗ này nó ra làm sao ha.
Thì do mình detect ra và có thể cái đối tượng này nó đang nằm rất là sát với lại cái tường ha, cho nên cái tường vách phía sau đó, cho nên là nó không có rõ được cái hoa văn. Rồi thay vì mình chờ đợi mất thời gian, chúng ta cho xuống, mình sẽ đưa lại phía trước một chút xíu. Cũng có thể là mình mới biên tập hồi nãy mình cũng chưa map được cho nó nữa, đúng không? Đó. Thì giờ mình sẽ chọn lên, hồi nãy mình về đây ha, tắt đèn đi để dễ kiếm cũng được. Ra vừa mới detect ra, mình có đặt tên là bức vách không? Vách hoa văn này, đó. Chúng ta chọn vách hoa văn ha, chúng ta map vô cái đã, đó. Rồi mình cũng edit poly vào đây, một UVW map, dạng bóc phẳng gì đấy ha. Rồi nếu cần thì chúng ta xem vùng nhìn lé, chúng ta F3 lên đi. Nhìn lé phải vùng nhìn phân. Chúng ta xem ở đâu và chúng ta sẽ kéo lên. Bách hoa văn ha, mình khóa chọn lại. Sao mình chọn lẫn đây à? Đây ha. Về nó nằm trên vùng nhìn phân vô. Cạnh cạnh vô đi. Thì ở cái miếng này ha, mình kéo lại phía trước chút đỉnh. Đúng không? Hồi nãy nó nằm đây nè. Thì kéo lại trước chút đỉnh. Cho nó rõ này. Rồi. Không nhìn camera đây. Giờ ta map tường đi. Đó, tường thì nó là một cái màu bình thường thôi. Tranh, nãy tranh đây mình lấy ha, kệ tường đi. Sofa nằm đây. Bình bông. Trần thật cao vào tường luôn ha. Thì cái này mình lấy một cái màu, nó có một cái màu của ta sơn, một cái màu đỏ cam cam hồng hồng ha, hường hường màu cam cam. Mà chúng ta xem xét lại. À, màu cam cam tối tối thế này thì chúng ta có thể tối hơn ha. Nghiêng về đỏ nha, nghiêng về đỏ. Rồi em map cho nè, chọn vào đây thì trần cũng không cần phải phản chiếu làm gì ha. Bây giờ mình chúng ta chỉ chọn bình thường thôi, đang khóa chọn rồi mình bỏ ra. Rồi mới chọn được, nhấn Ctrl chọn cả hộp thạch cao, cả hộp, cả bức vách này. Và chúng ta cho chung màu cả cái cột này luôn nha. Nếu mình muốn thì cái cột này có thể làm đậm hơn hay là nhạt hơn, nhưng mà trong thiết kế này là chúng ta xem xét là tôi lấy chung một màu, đúng không? Này cùng luôn. À, cái này cũng vậy, cái này có thể làm cho màu sậm hơn ha, chỗ này thì nó sáng hơn chút đỉnh. Thì nếu màu sậm hơn thì mình kéo qua đây. Đó, đặt tên lại ha. Đó, như là mấy cái giòn đi. Thì mình cho cái màu sậm hơn tí, cũng là như vậy mà mình sậm lên đây, hoặc là mình kéo này sậm hơn. Sậm hơn và đỏ hơn ha, chứ không phải sậm hơn và ấy hơn. Đó, thì cái màu này chúng ta sẽ chọn mấy cái giòn trên nhỏ trên này. Hay là mình muốn chặt cái cột này như vậy, cũng theo cầu luôn, nếu mình thích thì mình chọn luôn. Rồi, map cái giòn này đây ha. Cả cái đường giòn chỉ ở giữa này nữa này, đó, hai bên luôn ha. Rồi, đó, nó có cái màu này, còn cái trần cái màu kia. À, cái sàn ở dưới này, dưới này chúng ta có một cái phần gạch này này. Chúng ta cũng có thể map màu này cho nó đi. Cho nhanh. Đấy. À, giường, cái phần ở dưới giường dưới này này, cái phần đựng cái giường bên dưới ha, thì tôi muốn cái này là gỗ này, còn cái này là xi măng, xin lỗi, cái này là gỗ, còn tất cả mấy cái phần dưới này này ha, nó là một loại mà kim loại màu đen, có thể là sắt, có thể là sắt tĩnh, sơn tĩnh điện màu đen vân vân. À, thì tôi sẽ lấy một cái tranh đây rồi tôi bỏ ha, cái này là đen sơn tĩnh điện đi. Rồi mình có về đây một video sẵn đúng không, mình cho anh bạn này màu đen. Muốn đen thì cho đen. Đen vừa vừa đi, phản chiếu lên một chút đỉnh 20. Rồi tôi cho anh chàng này cái bóng khoảng lớn lớn xíu, 0,9 thôi, hay hoặc chúng ta có thể cho 0,8 đây. Như vậy thôi là đủ rồi. Và mình sẽ map cho chân nè. Chân nè. Map vô.
chân này nữa đúng không? Đó, những cái gì cùng màu chúng ta cho chung luôn. Gì nữa? Chân bàn này nữa nè. Rồi hồi nãy màu xanh này mình map cho cây này chưa? Không nhớ. Bây giờ mình map vô. Rồi cái cây trên này nữa cũng map vô. Cái bình bông này thì mình đã có chất liệu bình bông màu bàn đá này nè, map luôn cho đó ha. Rồi cái này và anh bạn chân dưới này ha, tôi cho cùng một chất liệu gỗ thì tôi sẽ biên tập chất liệu gỗ như sau. Standard material. Rồi tôi lấy vào đây một bitmap. Tôi coi đây có gỗ chưa, đúng không? Đây là chưa có gỗ. Đây tôi lấy một cái gỗ đen như thế này. Thì giờ tạm thời gỗ đen tôi map vô ha. Thì ở trong bài của tôi đó thì chỗ này tôi map gỗ đen thôi, nhưng mà đây là tôi dùng một cái loại men, men đá men trắng nữa, một cái loại đá giống vậy cho nó, nhưng mà đây là tùy theo mình muốn để trắng hay là để tối ha. Thì trước nhất tôi lấy cái gỗ này. Rồi thành phần phản chiếu của gỗ này thì tôi cho nó hơi sáng chút, đỉnh 20. Rồi nếu muốn đẹp hơn thì chúng ta sẽ cho một cái hình, nếu mà có được cái hình gỗ đen trắng của nó đó thì chúng ta sẽ đưa xuống thành phần bơm. Mà mình ở đây thì tôi đưa xuống, đương nhiên là đưa thành bơm trước đúng rồi này, đó instant. Nhưng mà tôi muốn đưa vô cả các thành phần phản chiếu để nó, nếu mà khi phản chiếu ấy, nó không có phản chiếu theo cái giá trị không phẩy mấy hồi nãy tôi ghi là 20 như chỗ này, mình có thể bỏ luôn không nói gì chỗ này cũng được nữa. Đó, thì bây giờ nó sẽ phản chiếu theo cái hình mình đưa vào đây. Cái hình sáng chỗ nào sáng là nó phản chiếu, chỗ nào tối thì nó không phản chiếu, vậy thì nó tự nhiên hơn là mình cho phản chiếu đều hết. Đó, thì nó có một cái gỗ như thế này, nó hơi bóng đúng không? Đó, mình có thể giảm cái độ bóng này xuống, chúng ta mở lên chúng ta xem này, đúng không? Gỗ này rất là bóng, thì tôi muốn giảm bóng thì tôi giảm đây, ví dụ cho 50% thôi, hoặc là giảm nữa, mình cho cả lên độ nhòe luôn đi ha, rao nét. Thì mình giảm cái này xuống còn 50. Cái bóng này chắc là 20 10 gì đó thôi, ít xuống thôi ha. Đó, nó ít xuống. Rồi đây là độ nổi gân lên ha. Rồi ở trên này hồi nãy tôi để là 0,9 nè. Ví dụ tôi để lại cục này ta so ha. Ví dụ tôi cho bằng 1 chúng ta xem sao. Nó như vậy. Đúng không? Đó, nó gỗ không bóng. Là 0,99. 0,98. À, chút đỉnh thôi à, hoặc là 0,96 như vậy thôi, nó nhẹ nhàng thôi, đừng có bóng quá không có hay. Không chính xác đây à, ha. Thì tôi sẽ cho cái anh chàng này một cái gỗ này ha. Ở cái này thì tôi lấy đá này đi à, cái bàn đá này tôi bán cho nó luôn, được chưa? Ở đây tôi có một cái tờ báo ha, thì tôi bacterial beret rồi diffuse, tôi lấy mask map, tôi lấy cái tờ báo này rồi tôi map vô, tôi thêm một UVW map cho nó dạng bóp đấy ha. Còn những cái gối gối này thì theo như trong bài ảnh thì chúng ta chỉ để là một cái màu trắng thôi ha, những cái gối màu trắng nhưng mà nó có những cái gân gân thì mình sẽ đưa màu cho nó thôi. Đây Very material. Rồi, một màu trắng trắng. Nếu mình muốn chuyển á, ha, mình dùng Photoshop ở đây cũng được, đúng không? Mình dùng Photoshop giống như hồi nãy chúng ta làm cái lồng đèn. Photoshop mà bây giờ tôi không muốn chuyển từ màu đen này sang màu trắng, mà tôi chuyển từ màu xám sang màu trắng, ha, màu hơi xám xám. Hay là mình muốn màu gì đó tùy theo mình ha. Đó, thì tôi cho hai màu này chuyển qua nhau. Rồi tôi map vô, thì chúng ta nhìn nó vậy nè. Đó, thì nó tự nhiên hơn. Rồi tôi đưa thành phần bâm một cái hình, đóng hết mấy bạn này xuống ha. Rồi bâm à, mình lấy bitmap này, ở đây xem chúng ta có cái gân gì đó không, còn không có chúng ta sẽ đi kiếm đúng không? Đi vào đây đúng rồi, thư viện 2D.
Thành không thì tôi cũng nhớ tôi cất ở đâu ha, thì giờ tôi sẽ lấy vào đây. À, gõ ở đây là pilo ha. Texture. Pilo 2L. Ta sẽ đi vào đây. À, này có rất là nhiều những cái ý tưởng cho mình làm gối, rất là nhiều. Đấy thì mình muốn là cái gối mình hoa văn màu, để màu thôi hay là hoa văn này hay kia. À, chúng ta bắt đầu đi map những cái hình đó vào. Thì chúng ta lấy hình này nè, chúng ta map vô ra được cái gỗ, được cái hình gối đó hoặc là rất là nhiều đúng không? Đó, tha hồ chúng ta xây dựng ý tưởng của mình. Thì ở đây thì tôi lấy cái này đi ha, cái này rồi xếp, à tôi gọi vào đây ha. Không có lấy chất chữ pillow hay gối gì đấy ha, thì tôi dùng luôn cho cả màu trắng diffuse và tôi dùng luôn cho cả màu bông, được chưa? Thì tôi vào đây. Đây, rồi, nét vô. Thì mình đang lấy vô thành phần bơm đúng không? Rồi, phone up. Thì tôi giờ tôi copy, tôi bỏ lên cho nhanh nè. Copy vào phone up. Thì tôi paste vào đây. À, paste vào đây, paste cả đây luôn. À, thì nó cũng vẫn chuyển qua ha, nó pha nhuộm thêm màu. À, chuyển từ cái này qua đây. Thì bây giờ bạn map cho cái gối này. Nhớ UVWM nhé. Bóc nha. Đấy, thì khi map vô rồi show ra, giờ muốn xem cận cảnh cái gối này, chúng ta chuyển về vùng perfect và chúng ta zoom cận vô. Rồi thích thì mình re khu vực này, mình re thử xem cái gối nó ra sao, nhưng mà tôi muốn nó xoay mặt lại xí. Đây ha, rồi render khu vực này. Mà render bé thôi. Giờ đỡ mất thời gian ha, chờ rất là lâu. Hay là mình có thể render select thật thôi cũng được. Đây. Trong này mình có chế độ mà render đối tượng mình đang chọn. Bên cái bàn bên kia nó có. Bây giờ thì đang hết đi. Mình không biết vùng khu vực nào đúng không? Có điều tôi muốn cho nhỏ lại. Thì tôi command này, thay vì tôi render 600 đúng không? Render này 400 thôi. 400, 250. Rồi. Đó, tôi có một tờ báo đúng không, đang dở lật đang xem, và tôi có cái gối à, hoa văn nó là vào đây. Chưa? À, gối có hoa văn đàng hoàng. Thôi đủ rồi ha. Rồi, thế thì tổng thể cái bài của mình là nãy giờ chúng ta đã map chất liệu hầu hết tất cả các cái thiết kế của mình đúng không? Thì bài của mình chúng ta sẽ theo như vậy mà chúng ta làm. Sau khi mà mình render một tấm ra xong mà chúng ta muốn tăng giảm thêm cái chỗ sáng chỗ tối, bây giờ để tôi trả lại cho nó một lúc đầu là 635 ha. Đúng không? Rồi, ren một tấm trước nha. Giờ mình phải chịu khó chờ thôi. Rồi. Thì sau khi render chúng ta có một cái khung cảnh thế này, mặc dù là chúng ta chưa map chất liệu cho nó hoàn thiện được đúng không, chúng ta còn chút xíu cái đây, rồi cái này hoa văn này chưa có khớp,
đúng không? Chúng ta phải nhân thai lên và cho hở cái bức tranh của mình lại phía trước đó, cái hoa văn đó nữa. Và màu của mình ha, bạn thấy nó tối đúng không? Nó màu màu sậm quá. À, ở đây là màu vàng. À, màu vàng. Cái này mình do cái trần mình là màu hơi tối thì chúng ta sẽ biên tập màu lại. À, để tôi chỉnh cái hộp này trước. Hộp này lại phía trước đúng không? Chụp y. Nhích lại phía trước một chút. Cùng nhìn à. Luôn. Đây đúng không? Zoom cận lên xí đi. Nó đây. Thì mình đem lại phía trước đây ha, thì nó phải nằm phía trước. Rồi cái hoa văn. À, hoa văn mình nick được không? Còn nếu không mình phải một đúng không? Nó đây. À, vạch hoa văn này thì chúng ta sẽ cho cái hoa văn này, tại vì trong vùng nhìn mình không có thấy được. À, không biết là để chúng ta biên tập thế nào đúng không? Hoặc là chúng ta Atanaqui để mình nó thôi, chúng ta biên tập. Thì ở đây tôi sẽ tăng cái hoa văn này lên trong cái thành phần bâm. Bâm Vova City ha. Tôi nhân lên ví dụ như này là 3. À, cái này là 2, ví dụ như vậy. Thì hoa văn nó được lặp lại nhỏ lại. Rồi, xíu nữa render sau. À, tôi muốn sửa lại thêm là cái trần nhà màu sậm quá, đúng không? Màu sậm quá. Thì cho màu sáng hơn. Đó, sáng hơn chút đỉnh. Cái back này tôi có thể cho màu back để vậy cũng được rồi ha. À, những cái đối tượng tôi chưa kịp áp chất liệu thì map cho đủ vô. Mấy cái gối này màu trắng ha, màu trắng thì mình chọn cái gối. Mình lấy cái màu trắng hồi nãy mình map rồi. Đó. Thì xem nó có UVW map chưa, nếu có thì mình cứ cho vô. À, mấy cái này là cơ bản chúng ta học hết rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta xem render một lần nữa ha. Thì trong khi render thì tôi sẽ không cái record để chúng ta bớt chờ, bớt công chờ đợi ha. Rồi. À, bây giờ sau khi mình render tổng hợp hết ra chúng ta có được như vậy. Ở đây thì trần nhà khu vực này vẫn là tối, nãy mình còn quên hai cái chóa đèn mình chưa chụp chưa map đúng không? Thì chúng ta có thể map inox cho nó. Đó, mình trong quá trình học mình học rồi map vô. Thế bây giờ ở đây tí tôi muốn là mình sẽ sử dụng trong bảng V-Ray color mapping để mình tăng sáng tối cái khung cảnh này. À, chúng ta sẽ học thêm ha. Đây, à, chúng ta sẽ tăng cho ảnh hưởng làm cho toàn thể cái tấm hình của mình, à, tổng thể cái render của mình ở đây, cái khu vực tối hơn, khu vực sáng hơn, làm cho độ tương phản nó mạnh hơn. Nếu mình phải biết cách làm ha, nếu mình không biết cách làm thì có thể là nó làm cho tấm hình nó trắng hơn, nó bệt ra, ha. Thì cái này là nó phải cẩn thận. Ví dụ như tôi dùng ở đây là tôi chuyển sang Expo Exponential. Rồi cái dark multilayer này này, à, tức là cái vùng tối đó tôi giảm bớt xuống, để 0,1 tôi giảm xuống 0,2, từ 1 tôi giảm xuống 0,2. Rồi cái khu vực sáng, ở chỗ nào sáng rồi tôi cho sáng hơn, à, ví dụ chỗ sáng này này tôi cho nó rõ hơn thì để xem chuyện gì xảy ra ha. Tôi tăng gấp 1,5. Rồi tôi render lại. Thì với cái kiểu exponential này thì chúng ta tăng giảm đúng không? Giảm tối, tăng sáng thì nó cho ra khung cảnh vậy.